Từ khi xảy ra sự cố cây sao dầu cổ thụ ven đường khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một bị đổ đè gãy chân một bé học sinh, thì rất nhiều nơi cây xanh đã bị cắt trụi cành nhánh với hình dáng bất thường, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, đồng thời xuất hiện nhiều bất cập về việc quản lý, trồng và chăm sóc cây. Những ngày qua, người dân ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh bên đường bị cắt trụi với hình dáng bất thường, gây mất mỹ quan và sức sống của cây, khiến nhiều người bức xúc. Đối với em thì cái hướng nhà của em là hướng Tây, mà cây của mình là không phải dạng cái cây mà nó có nhiều nhánh, thì mình không có cần phải cắt với nó mà nó sát không còn cái cành lá nào hết. Ví dụ cái cành mà nó cao lên thì mình cắt nó bớt thì được, còn này có một chùm phía lá phía trên mà cắt hết thì dân em nó nắng khủng khiếp luôn. Theo ngành chức năng thành phố Thủ Dầu Một, cây xanh trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương chỉ được cắt tỉa cành để tạo cảnh quan đô thị, đồng thời tránh xảy ra hệ lụy do thiên tai khi bước vào mùa mưa. Cây xanh bị đốn hạ thuộc địa bàn phường Hiệp Thành do Ban Quản lý khu dân cư Hiệp Thành 3 quản lý. Sự việc đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Việc cưa cây này nó có hai chiều. Thứ nhất đó là cưa như thế này cũng có hơi nắng, nhưng mà bên suy nghĩ của tôi thì là mặt khác là nó sẽ an toàn hơn trong những cái mùa mưa hiện tại sắp tới. Tại vì tôi thấy bên kia là hôm trước là các bác có cưa bên kia, rồi bên này các bác vẫn để cho mát. Xong rồi khi mà bên kia nó mọc lên thì mới cưa lại bên này, và bên kia nó đã có bóng rồi. Vẫn biết việc cắt tỉa cây là theo kế hoạch hàng năm và cũng là để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Song rất mong sự vào cuộc kịp thời của đơn vị chuyên môn. Bởi lẽ việc chặt bỏ đốn hạ thì rất nhanh, nhưng trồng và chăm sóc một cây xanh tỏa bóng mát thì mất cả quá trình.